Đặc biệt là những bạn đang làm lãnh đạo ở các đội nhóm và những doanh nghiệp có chia sẻ và hỏi tôi rằng là làm thế nào để em thuyết trình được, làm để em tự tin trước đám đông. Thế thì cái câu chuyện là để thuyết trình trước đám đông nó là một cái kỹ năng, là một cái yếu tố rất quan trọng để người lãnh đạo dẫn dắt đội nhóm và phát triển doanh nghiệp của mình. Thế thì làm thế nào để thuyết trình giỏi là một cái câu chuyện cần rèn luyện rất là kiên trì bền bỉ, từ lúc mà chúng ta chưa tự tin cho đến lúc mà lên sân khấu hàng trăm người. Chúng ta cần có một cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ và phải tự tin vào chính bản thân mình để chúng ta rèn cái kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng thuyết trình đó. Tôi còn nhớ cái lúc mà phát triển đội nhóm của mình để phát triển hệ thống kinh doanh, thì tôi cũng giống như rất nhiều các bạn có những cái nỗi sợ về thuyết trình đứng trước đám đông như vậy. Thì lúc đó tôi cũng chưa được rèn luyện, chưa được trải nghiệm, cho nên mình cũng chưa biết thuyết trình, chưa biết làm những hội nghị khách hàng trong một cái buổi mùa đông thời tiết rất là lạnh. Thì cái vị sếp là anh giám đốc trực tiếp của mình, anh ấy nói rằng là hôm nay anh bị đau bụng và không thể thuyết trình được, hôm nay em sẽ làm toàn bộ chương trình hội nghị khách hàng. Lúc đó tôi đã toát mồ hôi giữa một cái buổi sáng mùa đông trời lạnh như vậy mà ướt cái áo sơ mi của mình, cái nỗi sợ, cái sự ám ảnh, và tôi không dám đứng trước khách hàng để nói, để thuyết trình, bởi vì nó run, hai đầu gối nó cứ lập cập, nhưng mình phải đứng trước cái bàn để mình che nấp đi cái đầu gối của mình. Đó là cái nỗi ám ảnh mà không thể bao giờ quên được trong cuộc đời của mình. Thế thì cái buổi hội nghị khách hàng thông thường thì khoảng 45 phút đến 1 giờ đồng hồ, nhưng mà hôm đó thì tôi trình bày cái phần hội nghị khách hàng đó chỉ khoảng 15 phút thôi, và cảm giác là mình nó không còn cái hồn phách nữa, cảm giác là mình trở thành một cái nỗi ám ảnh, và mình thấy là nó cái điều đó rất là đáng sợ. Vì vậy thì các bạn trẻ thân mến, chúng ta muốn rèn luyện kỹ năng thuyết trình thì chúng ta cần đặt cho mình một cái mục tiêu: tôi phải trở thành một người lãnh đạo giỏi, tôi phải trở thành một người dẫn dắt doanh nghiệp, trở thành một người đứng trên sân khấu hàng trăm người để thuyết trình những cái nội dung quan trọng trong đội nhóm, trong doanh nghiệp của mình, ví dụ những hội nghị khách hàng hay là những chương trình đào tạo. Thế thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân của mình, ví dụ để đặt ra một cái mục tiêu để thuyết trình được thì chúng ta cần làm từng cái hoạt động nhỏ, ví dụ như là chúng ta tập giới thiệu một cái phần nhỏ, tập làm MC, chúng ta có thể đọc kịch bản thuộc lòng một cái đoạn ngắn, sau đó đứng trước gương tập nói đi nói lại và mình rèn như vậy. Sau đó thì chúng ta đứng trước đội nhóm của mình, chúng ta làm một phần nhỏ và tiến tới có thể làm một nửa chương trình, và dần dần mình có thể làm được cả một chương trình hội nghị. Thế thì cái kỹ năng thuyết trình đó chúng ta cần rèn luyện từ việc là mình đặt cho mình cái mục tiêu khát vọng là chúng ta phải trở thành người lãnh đạo giỏi, chúng ta phải trở thành người tự tin trên sân khấu, và chúng ta sẽ rèn từ cái nhỏ nhất. Thế thì cái câu chuyện là vậy, thì khi còn sợ như vậy thì mình có quyết tâm rèn luyện hay không? Thì lúc đầu chúng ta có thể tự đứng một mình, sau đó chúng ta nhờ đội nhóm hay là nhờ những cái người lãnh đạo của mình sẽ chỉnh sửa, và lúc đó chúng ta tập làm đi làm lại, rèn đi rèn lại cái kỹ năng mà giúp chúng ta thành thục, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái não bộ của chúng ta sẽ ghi nhận, cái não bộ của chúng ta sẽ học được cái hành vi đó, là bằng sự lặp lại của chúng ta, bằng sự tự tin luyện tập rèn luyện của chúng ta, thì chúng ta sẽ phát triển được kỹ năng nói, chúng ta sẽ làm tốt được kỹ năng thuyết trình. Và khi chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ đó thì chúng ta có một cái niềm sung sướng, một cái sự tự hào, một cái sự tự tin, đó là đó là cái vị thế của người lãnh đạo, đó là cái phong thái của người lãnh đạo, nó rất là quan trọng. Thì tôi nhớ là khi mà mình toát mồ hôi, mình run sợ như vậy thì lần sau mình không dám lên sân khấu nữa, nhưng mà được sự hỗ trợ động viên và bằng cái quyết tâm của mình thì luyện tập và rèn nói từng đoạn ngắn một, làm MC một phần nhỏ, sau đó thì mình lại có một cái thích thú, tức là mình muốn thử nghiệm mình lên sân khấu 10, 15, 20 người nhỏ, sân khấu nhỏ trước, sau đó lên sân khấu lớn hơn. Thì mỗi lần như vậy nó tạo cho chúng ta thêm một cái lần tự tin, lại tạo cho chúng ta thêm một cái hứng khởi, mà quan trọng là cái mục tiêu của chúng ta phải trở thành một người lãnh đạo giỏi, trở thành người dẫn dắt đội ngũ để phát triển doanh nghiệp. Thì đó là cái sứ mệnh, đó là cái vai trò, cái vị thế của người lãnh đạo, cho nên chúng ta sẽ chăm chỉ luyện tập. Và khi chúng ta đã dần dần vượt qua cái nỗi sợ rồi thì chúng ta sẽ rèn luyện được cái kỹ năng. Thì trong cuộc sống, bất kể mỗi kỹ năng nào cũng vậy, chúng ta cần rèn luyện và làm đi làm lại, thì não bộ của chúng ta nó sẽ học được cái hành vi, nó sẽ ghi nhận được cái thói quen đó,
và tạo cho chúng ta cái sự tự tin. Và theo nghiên cứu thì não bộ của chúng ta sẽ tạo ra được những cái thói quen, não bộ của chúng ta sẽ giúp chúng ta tự tin bởi chúng ta làm đi làm lại nhiều lần. Cho nên là bạn chưa giỏi một cái gì đó là do là bạn chưa làm đủ thời gian hay là chưa làm, mà đang làm dở mình đã dừng lại. Vậy thì luyện tập thuyết trình cũng vậy, nếu chúng ta mới luyện tập được một thời gian ngắn thôi, sau đó chúng ta lại có cái ám ảnh, cái nỗi sợ là không dám lên trước đông người, thì chúng ta lại dừng lại, mình lại trì hoãn, mình không dám bước lên sân khấu, thì không bao giờ chúng ta có thể thuyết trình được. Cho nên là cái điều quan trọng là sự tự tin, nhưng mà luyện tập mà phải thực tế, phải lên sân khấu thực tế và phải làm đi làm lại nhiều lần như vậy. Lần một chưa được thì chúng ta sẽ quyết tâm làm lần hai tốt hơn. Lần một có thể 5 người, 10 người trong đội nhóm, sau đó một nhóm khách hàng nhỏ, sau đó cả một sân khấu lớn. Vậy thì cái việc mà chúng ta có một cái, bản thân tôi, việc mà các bạn muốn thuyết trình tốt thì bản thân tôi đã có một cái trải nghiệm như vậy. Thì đó là cái thực tiễn, một cái thực chứng rất là quan trọng. Đó là sự luyện tập, đó là sự rèn luyện, đó là kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc trước cái mục tiêu của mình là phải trở thành một người thuyết trình giỏi, trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Thế thì khi mà chúng ta vượt qua cái nỗi sợ đó thì chúng ta sẽ tự tin để có thể thiết kế những chương trình đào tạo, chúng ta có thể chủ động trước những cái buổi họp của cả công ty hay buổi ngụy khách hàng, cả hàng trăm đến tới vài trăm đến tới hàng ngàn người. Và cho tới bây giờ thì trước một cái hội nghị hàng ngàn khách hàng thì tôi lại càng thêm cái năng lượng, càng thêm cái tự tin, bởi vì mình đã trải qua cái nỗi sợ, mình đã rèn luyện bền bỉ rồi, thì bây giờ mình sẽ thấy rất tự tin để đứng trên sân khấu. Và càng đông mình lại càng thấy vui, càng thấy hứng khởi, càng thấy năng lượng. Thì đó là cái niềm sung sướng rất là tột độ. Vì vậy các bạn muốn phát triển năng lực lãnh đạo, các bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình để nâng cao cái năng lực và cái vị thế của mình, thì chúng ta cần phải luyện tập, cần phải kiên trì bền bỉ từ những ngày đầu như vậy, thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái thành công. Hy vọng là bằng cái trải nghiệm cá nhân và bằng cái sự chia sẻ này thì các bạn sẽ luyện tập từng bước, đó là đặt cho mình một cái mục tiêu là tôi phải trở thành một người lãnh đạo tự tin, một người thuyết trình giỏi. Sau đó chúng ta học thuộc một đoạn hội thoại ngắn, chúng ta đứng trước gương, sau đó chúng ta đứng trước một cái hội nghị nhỏ hay một cái đội nhóm ít người, và chúng ta làm đi làm lại như vậy, chúng ta rút ra cái kinh nghiệm chỉnh sửa ngôn từ như thế nào, rồi ngôn ngữ cơ thể cử chỉ như thế nào, ánh mắt như thế nào, rồi cái cách đi lại của chúng ta như thế nào, chúng ta chỉnh sửa dần như vậy. Khi chúng ta đã tự tin rồi thì mình trở thành một người lãnh đạo có phong thái, có sự tự tin trên sân khấu, chúng ta sẽ có được cái niềm tin trước khách hàng, chúng ta sẽ có uy tín, chúng ta sẽ có được cái sự tin tưởng trước đội ngũ của mình. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành một người hoàn thiện cái kỹ năng, chúng trở thành một người chuyên nghiệp hơn, một người lãnh đạo giỏi hơn, thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái thành công. Vì thế ngay từ ngày hôm nay các bạn hãy luyện tập từ những cái động tác nhỏ nhất, và mỗi một ngày chúng ta cứ kiên trì luyện tập như vậy, rồi các bạn sẽ đạt được thành công. Chúc các bạn trở thành những người thuyết trình giỏi và phát triển doanh nghiệp.